Ok, em Tú, chuyên cung cấp phụ kiện PCB đỉnh cao, lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhá. Ngày hôm nay thì rất là vui lại được lên giới thiệu đến cho anh em một khẩu Kondo Talon cấu hình tầm khá. Cái này thì chở hành khách người Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Thì và em báo giá công khai ở đầu video, full một combo đầy đủ cấu hình như thế này để giới thiệu đến cho anh em. Thì giá cả rất chi phải chăng ở cái tầm này các nhá. Anh em nào mua súng ống ở cái tầm này thì giá cả cực kỳ phải chăng và ưu đãi, giảm giá cực sâu cho anh em. Thì bình thường anh em mua với cấu hình này thì sẽ phải rơi vào 6 triệu 9 đến 7 triệu đồng. Full một combo thì sẽ phải khoảng gần 8 triệu đồng. Nhưng mà video ngày hôm nay anh em chỉ cần bỏ ra 6 triệu 900 ngàn là sẽ được full một combo đầy đủ cấu hình, bơm, một kiềm kẹo chì và một khẩu súng hơi khí nén như thế này. Đấy. 6 triệu 900 nhé. Giá này thì chưa bao gồm phí cước. Anh em mua hàng thì sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước. Miền Bắc là hỗ trợ là 300, còn miền Nam thì anh em hỗ trợ 500. Tiền phí vận chuyển gửi xe em cọc luôn tiền trách nhiệm. Còn đâu 6 triệu 900. Khi nào anh em nhận đủ hàng full combo này, em sẽ nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe. Hàng hóa thì tất cả mặt hàng anh em mua yên tâm. Trong quá trình lắp ráp em sẽ quay video lại test tâm trả hàng cho anh em. Hàng bên em anh em mua đều được bảo hành lỡ một đổi một trong vòng tuần. Nghĩa là trong về vòng một tuần anh em chơi cảm thấy cái gì không ưng ý, ok, liên lạc lại shop để đổi trả. Còn về trong quá trình chơi anh em không biết xử lý hay khắc phục cái vấn đề gì, cứ gửi lại bên đây, bên shop em sẽ làm lại và hoàn gửi lại cho anh em và các bác và nhá. Đấy, 6 triệu 900 thì anh em sẽ được full một combo, đó là bình thì sẽ là bình nhôm đít bằng 0.35 này, van cờ đi kết bản chuẩn công ty UBN đã qua xử lý và làm lại của bên em, combo khung vuông tem tay cầm gỗ sạc cừ sơn đen, giảm âm sumo định tâm liền khối các bác nhé. Cành thì anh khách người Điện Biên Đông này sử dụng đó là cành TK Hồng Kông loại 1 bản 10 không tuyến. Nhưng mà anh em nào muốn lắp thì có thể lắp sang cành XM8 zin chuẩn chỉ loại 1 các bác nhé. Đấy, cành XM8 zin chuẩn chỉ loại 1 thì em vẫn bán với giá là 6 triệu 900 ngàn cho anh em. Đấy, cành này thì ở phiên bản đó là 14 inch, dài 35 cm. Anh em muốn chơi cây dài thì mình sẽ lắp cành 2 bình dài hay talon, dài hay ngắn nhá, thì giá tiền nó đều bằng nhau. Em muốn lắp dài bên mồi cự ly xa thì báo với em sẽ lắp cây dài cho anh em bác. Đấy. Kính ngắm beta TBD thông số hàng chống rung chống giật, chống nhiệt tâm, tâm hệ số theo kính, ốc khứa cạnh hai đầu cho anh em chơi. Tặng kèm một cân đạn chì. Đạn thì em sẽ tặng cho anh em đó là đạn lấm chì. Và anh em nào mà thích thì mình sẽ em sẽ tặng đó là kẹo sờ lung thôi nhá. Một cân lấm chì cho anh em. Đấy, thích kèm theo thì có thể tặng lửa lấm lửa sờ lung cho anh em, thích như nào em tặng như vậy không nhá. Bơm thì sẽ là một chiếc bơm đồng hồ to lẫn nhỏ cho anh em. Bơm này thì trị giá ở trên thị trường đang bán là 7 đến 800 ngàn tùy theo đơn vị và anh em bán. Thì 6 triệu 900 em sẽ được full một combo như thế này. Thì ở đây sau đây em sẽ làm một cái video test thực tế cho anh em và bác cùng xem. Em nào mà quan tâm đến sản phẩm, có nhu cầu muốn chơi, muốn mua khẩu cấu hình như thế này thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại đây không nhá. Đấy, full combo cấu hình này là 6 triệu 900 cả bơm. Không lấy bơm trừ đi 500 ngàn là còn 6 triệu 400 ngàn các bác nhá. Đấy, rất chia rẻ và phải trắng luôn. Bao cho anh em săn mồi cự ly là 100 mét đối với cấu hình Talon. Còn anh em lắp cây cấu hình thẳng dài thì bao ngoài 100 mét cho anh em có thể săn cò các bác nhá. Đấy, thì sau đây em sẽ đi vào video test để giới thiệu đến cho anh em bác cùng xem, anh em cùng đoán xem và theo dõi nhá. Ok, xin chào anh khách người Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên nhé. Thì ở đây em sẽ đi vào test thực tế khẩu Kondo Talon cấu hình tầm khá mà anh đã tin tưởng và làm với em đây. Thì ở đây tâm kính của kính ngắm Bela TMD này, đấy, chống rung chống giật chống nhiệt tâm, hệ số tâm khắc kính, hàng kính loại 1, ốc khứa cạnh thay đầu, có dấu chấm ở giữa cho anh em bác chơi nhé. Sau đây em sẽ đi vào test thực tế cái cự ly cho anh đó là 55 m là chuẩn tâm này. Đấy, điểm test rất chỉ quen thuộc đi shop đây. Thì em sẽ tháo ra test trước xong để tháo ra đọc cấu hình nhá. Đây em sẽ đi vào căn chỉnh và test cho anh này. Anh em cùng đoán xem và theo dõi. Dõi nhá. Đây em sẽ bắn một điểm lấy tâm trước nhá. Một viên này. Đấy. Em sẽ bắn luôn một cái điểm đấy nhá. Anh em cùng theo dõi này. Lệch hay chuẩn như nào em chỉnh luôn nhá. Hai viên này, chuẩn tâm chưa? Đục lỗ nhá. Đấy. Viên thứ ba này. Ba viên chuẩn tâm này. Đấy. Anh khách người Điện Biên Đông vào nhận hàng nhá.
4 viên chuẩn này. Đấy, em bắn khoảng chục viên xem độ định của cây súng cho anh nhá. 5 viên chuẩn này. Đấy. Sáu viên chuẩn này, cự ly 55m là chuẩn tâm nhá. Bảy viên chuẩn này, thấy chưa? Đấy, lỗ nói chung là cứ đục lỗ như lỗ nhỏ xíu thôi. Rồi, đây. 8 viên chuẩn này, bắn khoảng 10 viên nhá. 9 viên chuẩn này. Đấy, chỉ có đục lỗ thôi các bác nhá. Đấy, hàng hóa anh em mua bên em thì luôn luôn là em sẽ lắp ráp rồi test quay video gửi cho anh em. 10 viên chuẩn này. Đây. Đấy, cái Condo Talon cấu hình tầm khá của anh khách người Điện Biên Đông đây, tỉnh Điện Biên này. Đấy. Đây. Cấu hình của anh đây nhá, bình nhôm này. Van cởi két này, có một khung vuông tem tay gỗ màu đen này. Giảm sumo, kính ngắm BNA TMD nhá. Cành cắn kẹo 95.5. Đây, em vừa test kẹo cho anh đây. Đấy. Cành test kẹo lấm chì này, kẹo 5.5 này. Đấy, kính ngắm BNA TMD loại 1 chống rung chống giật, chống nhảy tâm nhá. Đấy, hoàn thiện cây của anh đây, em đã lắp ráp, ok test chuẩn chỉ rồi. Xong em sẽ đóng hàng gửi cho bác nhá. Đấy,